Hello, xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay mình mời anh em xem một cái video. Cái video này là một cái trận vật tay giữa cái ông 70kg và cái ông 140kg. Thì anh em xem nha. Cái này mình tắt nhạc nha anh em. Để nhạc thì mất công nó vi phạm bản quyền, với lại nó không có quan trọng, cho nên là mình đã tắt nhạc. Đó. Khoan anh em là mình dừng lại mình nói chút xíu. Thì anh em thấy cái sự chênh lệch giữa hai cái người này không? Một người là nhỏ con có 70kg, còn người này rất là bự con 140kg. Nhưng mà anh em thấy hai cái cẳng tay không? Hai cái cẳng tay hai người này nó gần bằng nhau luôn mà. Mặc dù là cái con chuột của ông áo đen này nó không bằng cái con chuột ông áo ba lỗ, nhưng mà cái cẳng tay thì nó lại có thể là nó gần bằng nhau anh em. Đó, nhìn ở cái góc độ này nè. Đó, xem tiếp nha. Cái ông áo ba lỗ này cũng đã đang cố gắng hết sức nhưng mà vẫn không có kéo được cái tay của ông áo đen qua bên đây. Đó, kết cục thì cái ông áo ba lỗ thua, ông áo đen thắng nè, anh em thấy nè. Cố gắng hết sức mà cái tay ông kia không có nhúc nhích. Đó, anh em thấy không? Thì anh em cũng đã thấy đó, tuy là tập tạ nhưng mà vẫn thua. Cái người tập tạ cái cơ bắp nó to, nhìn nó bự nhưng mà vẫn thua cái người nhỏ con này anh em thấy không? Thì mình nhìn cái video bình thường, mình thấy người bình thường thì đánh giá rất là dễ. Nhưng mà anh em nếu mà có chơi trong nghề hoặc là đã từng xem những cái video đó thì anh em sẽ hiểu. Thì cái ông áo đen này không phải là người bình thường nha anh em. Ông này là vận động viên vật tay. Còn ông này là bodybuilding. Ông này tập gym. Ông này lên sàn thi đấu. Thì ở trong đây có những cái comment thì rất là nó hơi tiêu cực. Lại có nhiều người nói rất đúng anh em. Một bên bodybuilding và một bên là wrestling. Thì nếu vật tay thì bên phải thắng rồi. Đó, có nhiều bạn rất là hiểu vấn đề ở đây, còn có nhiều bạn thì không có hiểu. Nói chung là người ngoài cuộc thì sẽ không có hiểu đâu. Để mình mở thêm vài cái comment nữa. Cậy tay to à, cho biết đời. Đâu rồi? Có nhiều người rất là tìm hiểu rất là kỹ và nói rất là hay anh em. Này ông Đeo Kính là vận động viên vật tay chuyên nghiệp. Đó, không phải là người bình thường. Người bình thường thì không thể nào mà thắng nổi nha anh em. Nhìn thôi là muốn thua, chứ người bình thường á, chứ sao mà kéo nổi. Do uống nhiều thuốc quá ấy. Thì cái lý do tại sao mà ông áo đen lại thắng mà ông bự con này lại thua thì mình nghĩ chắc là nhiều anh em đã hiểu. Còn có một số anh em, ví dụ như anh em ngoài nghề, anh em hoặc là mới tập thì mình vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Thì cái ông áo đen này là vận động viên vật tay chuyên nghiệp, thì ông ấy tập chủ yếu là về cái tay, mà cũng rất có thể là chủ yếu là cái tay phải này thôi. Còn cái tay trái chắc không có tập nữa, chủ yếu là về tay nha anh em. Còn những nhóm cơ như lưng, mông, đùi, bụng hay chân thì những nhóm cơ đó ông chắc cũng có tập đó, nhưng mà sẽ tập ít hơn rất là nhiều so với cái tay. Thì ông này chủ yếu là tập những cái bài tập chuyên về vật tay. Nó có những cái bài tập hỗ trợ chuyên về vật tay anh em. Cho nên là cái cánh tay nó rất là khỏe nha. Còn đối với lại cái ông tập gym này, mặc dù là cái ông áo đen này chắc chắn cũng có tập gym nha anh em, chứ không phải là không đâu. Tập những nhóm cơ khác để hỗ trợ, nhưng mà không có nhiều bằng tập không có nhiều như cái phần tay này. Còn cái ông tập gym này á, trong cái buổi tập á, trong một tuần á, thì tập vô như tất cả những bài full cơ thể á thì sẽ trải đều hết, giống như từ ngực nè, chân nè, lưng nè, tập hết luôn, tập đều hết, cho nên cái cơ nó nhìn rất là đều. Cho nên là cái tay nó sẽ không có mạnh giống như là cái ông bên đây chỉ chuyên tập về tay. Với lại ông này là tập gym để lên trên sàn gồng á, thì người ta chủ yếu là về cái body người ta thôi, chứ người ta không có cần phải sức mạnh để mà gồng thắng mấy người mà tập gồng, mấy người mà thi bên vật tay nha anh em. Đó, cho nên là những cái bài tập nó sẽ không có thiên về sức mạnh riêng về nhóm cơ nào hết, nó là đều hết đó anh em. Chân tay tất cả các cơ nó đều hết. Còn cái vật tay này thì chỉ mỗi cái tay này thôi. Còn những cái nhóm cơ khác thì ví dụ như về gánh đùi thì ông này chắc chắn là sẽ không gánh nặng bằng ông này rồi. Cái chuyện đó là ai cũng hiểu hết đó, nhưng mà có nhiều anh em comment rất là tiêu cực trong đây.
À, thì cái này chỉ là một buổi vật tay giao lưu thôi nha anh em. Cũng có thể là ông bự con này ông không có dùng hết sức. À, tại vì bự con vậy mà vật thắng vật tay mà thắng người nhỏ con bình thường. Đối với ngoài xã hội, ví dụ như vậy anh em mà tập tạ đi. Anh em ra ngoài anh em vật tay với một người bình thường không tập tạ ngoài mà anh em thắng cũng chẳng nói lên điều gì phải không? Cũng không có gì gọi là hay ho hết á. Mà thua là có chuyện nha. Đó. Thua là sẽ bị người ta cười, cho nên là mình khuyên anh em cũng đừng nên vật tay ngoài làm gì. Mình đi tập thôi nhưng mà ra ngoài mình chưa chắc gì mình đã khỏe so với là những người lao động bên ngoài, cho nên là anh em mình nên né những cái lời mời, những lời thách thức mà người ta mời mình bật tay, thì mình khuyên anh em là mình không nên làm vậy. Đối với bản thân mình thì mình ra mình vẫn là người lao động bình thường nha anh em, bình thường mình vẫn đi lao động bình thường, nhưng mà vô công ty gì không bao giờ mà mình kiểu như mình muốn so tài với người ta. À, không bao giờ, mình cần phải khiêm tốn anh em, cần phải khiêm tốn chứ, ra ngoài không có nên phải thể hiện làm gì. Nói chung là nó sẽ không có mang lại cái lợi ích gì cho mình hết. Mình xem vài cái comment đó kìa. Hôm bữa có một bạn comment mình có trả lời bạn đó thì cái bạn đó cũng nói hơi tiêu cực. Bạn đã nói là ở trong đây này, nhưng mà giờ mình kiếm không thấy nó, cái comment nó giờ nó chạy nó mất tiêu rồi, nó chắc nằm lúc dưới. Bạn đã nói là bây giờ tập gym chủ yếu là dùng thuốc tăng cơ. Nói chung là thuốc tăng cơ thì bây giờ nói là thuốc tăng cơ thì đồng ý, là nói là bây giờ mình ok nói thuốc tăng cơ đi, thì tập gym thì nói chung thuốc tăng cơ nó giống như dinh dưỡng thôi. Tập xong rồi mình bổ sung dinh dưỡng cho nó phục hồi thôi chứ không có gì hết. Thậm chí như như cái ông này chắc ăn là đã có chích hormone tăng trưởng đó. Thì phải chích thì nó mới to được vậy, chứ bình thường mà anh em tập bình thường thì nó sẽ tới cái giới hạn đó thôi, chứ nó không có được cỡ này đâu. Phải phải có gì thêm thì nó mới to được vậy, thậm chí là xài đến cỡ đó đó. Nhưng mà anh em thấy rồi đó, phải tập luyện rất là nhiều thì mới có được cái cơ bắp nó như vậy, chứ không phải là cứ uống hoặc là chích vô thì nó sẽ to lên đâu nha. Đó. Cái comment nó nói gì đâu mình quên này, mình để mình nhớ coi. Tự nhiên nhảy qua đây rồi. Cái bạn nó comment nói là cơ vật tay này là cơ xịn. Bây giờ không có cơ nào xịn không xịn hết nha anh em. Muốn biết xịn hay không á thì phải coi lại có ông này ông ăn cái gì để nuôi cơ, còn ông này ông ăn gì để nuôi cơ. Nói chung ai cũng xịn hết á, chứ không phải là không xịn nha anh em. Chỉ là ông này ông tập chuyên những cái bài về vật tay, với là ông là vận động viên vật tay, cho nên là chắc chắn là sức mạnh về cái cánh tay này của ông sẽ rất là lớn. Còn đối với vận động viên thể hình thì người ta tập luyện không phải là để dùng sức để mà đối kháng giống vậy, người ta chỉ lên trên sàn thi đấu người ta gồng gồng bảy thấy gồng, có thể là gồng solo hoặc là gồng chung một một sàn, nghĩa là 5-7 người gì đó, nhưng mà không có dùng sức để mà đối đầu với nhau. Người ta chỉ là ví dụ như gồng thì người đứng riêng ra góc gồng thôi, chứ không có kiểu giống vậy nha anh em. Cho nên là tập gym thì chắc chắn là sẽ thua với thua thua so với lại những người mà tập tay vậy, đó là chuyện bình thường không có gì để nói hết nha. Thì nay có cái video thì mình đọc được vài cái comment mình thấy cũng hơi ức chế, cho nên là mình làm video mình chia sẻ với anh em rồi thôi. Thì khi nào có gì hay hay thì mình lại làm video mình chia sẻ với anh em tiếp nha. Bye bye mọi người, cảm ơn anh em rất nhiều, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Bye bye.